Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1-855-990-9000, 1-855-990-9000 hoặc v247power.com. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của Việt Radio cũng như Việt TV. Đây là chương trình Chào Bình Minh với Phạm Cơ, Vũ Kiểm và Phạm Ngọc Bảo. Good morning quý anh. Dạ, good morning anh Bảo, với lại anh Vũ Kiểm cũng như xin chào quý vị thính giả của Chào Bình Minh. Yeah. Chào anh Cơ, chào anh Bảo, Vũ Kiểm kính chào quý khán thính giả của Việt TV Radio. Dạ vâng, ngày hôm nay có lẽ theo anh Phạm Cơ thì chúng ta đi một số phần tin tức thế giới trước khi nói về tin của Hoa Kỳ, bởi vì cũng có một số tin được coi như là nóng bỏng ở bên Ukraine. Thì Ukraine đã ban hành thiết quân luật để đề phòng quân Nga đổ bộ với cái mục đích là âm mưu là chiếm Ukraine. Giám đốc cơ quan tình báo Ukraine tiết lộ là một nhân viên phản gián của họ đã bị thương trong khi quân Nga tấn công và bắt giữ 3 chiếc tàu của Ukraine vào hôm Chủ nhật tại eo biển Kerch nằm giữa Hắc Hải và biển Azov. Tổng thư ký NATO cũng đã xác nhận cùng Tổng thống của Ukraine về cái việc NATO ủng hộ Ukraine. Một số quốc gia như là Pháp, Anh, Liên Âu, Poland, Đan Mạch và Canada cũng đã lên tiếng để chống đối cái việc làm của Nga. Trước hết là tiếp theo cái phần tin anh Bảo Loan cũng như là ngày hôm qua đó, thì như Chào Bình Minh của Việt TV Radio cũng có loan tin là bên phía Ukraine đã có một cái cuộc họp khẩn với lại Hội đồng Chiến tranh của quốc gia. Thì trong đó là Tổng tham mưu trưởng quân đội của Ukraine cho biết là Nga đã qua cái vụ này đã bắt giữ 23 thủy thủ của Ukraine, trong đó có 6 người bị thương, 2 người bị thương rất là trầm trọng. Về phản ứng của cộng đồng quốc tế thì trước hết là bà Nikki Haley là đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc cho biết đây là một cái hành động coi như là vi phạm trắng trợn cái lãnh thổ Ukraine của bên phía Nga. Trong khi đó thì các quốc gia trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tức là cái nhóm ngũ cường Anh, Pháp cộng với lại Đan Mạch, Canada và Pháp đều đã lên án cái hành động gọi là gây hấn này của bên phía Nga. Còn Thủ tướng Đức bà Angela Merkel thì nói rằng chúng ta cần phải ngồi xuống để mà đối thoại về vấn đề này. Phía bên Nga thì phản ứng ngược lại và đã trách cứ tố cáo là chính quyền Kiev, tức là Ukraine, đã thổi phồng và tạo ra cái vụ coi như là khủng hoảng hiện tại này, thưa anh Cơ. Dạ, thưa quý vị, chắc hẳn là phải nhắc lại cho quý vị biết cái vị trí quan trọng của Ukraine đối với Nga và cộng đồng Liên Âu. Ukraine là một chư hầu của Nga, trong khi Nga đang thuộc về chế độ cộng sản thì Ukraine là một chư hầu. Và sau đến năm 2014, khi chế độ cộng sản sụp đổ, trước năm 2014 Ukraine vẫn là một cái nước thân Nga cho đến khi có cuộc cách mạng nghiêng về phía Tây phương trong năm 2014, và trong những cuộc biểu tình bạo động đó thì Tổng thống Ukraine bị lật đổ và thay bằng một cái ủy ban cách mạng khác. Thì trong khi cái tình hình lộn xộn như vậy, người Nga can thiệp và lấy luôn đảo Crimea. Đảo Crimea là một cái bán đảo của người Ukraine mà nơi đây họ cho người Nga thuê dài hạn để làm căn cứ hải quân của hạm đội Hắc Hải. Thì sau khi người Nga nhân dịp họ có hải quân ở trong đó và họ chiếm luôn Crimea, và họ nói rằng Crimea trước kia là lãnh thổ của họ, rồi họ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý giả mạo và từ đó họ sáp nhập luôn vào đất Nga. Sau đó họ xây một cái cây cầu xuyên qua cái eo biển gọi là eo biển Kerch. Eo biển Kerch thì dài vào khoảng chừng 8 cây số mà thôi, và ở giữa nó có một hòn đảo nhỏ. Người Nga xây cái cầu xuyên qua hòn đảo đó và kiểm soát luôn cái đường ra vào của cái eo biển Kerch. Eo biển Kerch là cái nơi ngăn đôi giữa Hắc Hải và một cái biển nhỏ khác gọi là biển Azov. Biển Azov này thì là ngăn cách ở giữa Ukraine với lại là biển Nga.
coi như rằng đây là cái biển chung của cả hai nước. Và ngày hôm Chủ nhật, một chiếc, ba chiếc tàu của Ukraine đi từ cảng Odessa ở phía bên ngoài Crimea và thuộc về Hắc Hải, thì đi vòng qua Crimea rồi đi đến eo biển của Kursk và để đi xuyên qua đó để đến Mariupol, một hải cảng khác nằm kế cận biên giới với Nga và nằm trên biển Azov. Người Nga block cái đường đó không cho đi. Họ đưa một chiếc tàu vận tải lớn dài chần luôn cái con đường đó. Chiếc tàu của Ukraine nhất định đi vào bởi vì đó chiếc tàu đó nhỏ. Họ quyết định đi vào và bị người Nga tấn công, bắt luôn cả ba chiếc tàu và làm cho cầm giữ 23 thủy thủ và làm trong đó có mấy người bị thương nặng. Thì đó là một cái vụ đầu tiên. Và ai cũng biết rằng là cái vụ chiếc tàu mắc đốc ở Vịnh Bắc Bộ đã đưa đến cái chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam. Và vì vậy cho nên cái vụ mà chiếc tàu này ở ngay biển Kursk khiến người ta lo ngại. Và vì vậy hai quốc gia chính là Pháp với lại là Đức là đã liên quan trong vụ đụng độ giữa Ukraine và người Nga sau khi cuộc cách mạng 2014 đẩy Ukraine về phía Tây Phương. Và lúc bấy giờ hai bên đánh nhau và người Nga lợi dụng cơ hội của hai cái vùng đất kêu là Donetsk và Luhansk nằm sát cạnh biên giới Nga để lập một cái quốc gia trung lập mà họ gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk, thực sự ra là chỉ là những người đổi lốt quân Ukraine mà do quân Nga bởi vì sát biên giới họ đưa qua. Thì đó là tình hình tại nơi đấy. Và bây giờ đây thì xảy ra vụ mới, người ta nghĩ rằng một là người Nga cố tình làm gây rối để có thể nhân cơ hội chiếm luôn Ukraine trong tương lai. Thì đó là những gì mà người ta đang lo sợ. Điều ngạc nhiên là chưa thấy Tổng thống Hoa Kỳ thuyết thiết gì hết cả. Chúng ta thấy rõ ràng là ở trên đời này là mạnh được yếu thua, kẻ mạnh thì lúc nào cũng dùng cái sức mạnh của họ để có những để theo đuổi những âm mưu, những toan tính của họ. Và bất chấp những gì thế giới lên tiếng, chúng ta thấy những việc mà Nga đã làm, chúng ta đã thấy những việc Trung Hoa làm, chiếm Trường Sa, Hoàng Sa, rồi Biển Đông. Người ta lên tiếng, người ta phản đối cho có lệ, nhưng mà chưa thấy một cái hành động cụ thể nào để chặn lại cái sự bành trướng của Trung Hoa ở trên Biển Đông. Rồi bây giờ tới Việt Nga, thành ra là cái bài học có lẽ chúng ta học đó là nếu mà làm thì cứ việc làm, rồi ai giải quyết, ai la lối tính sau. Cái đó là không phải là cái đường lối đúng, nhưng mà chúng ta thấy những cái cường quốc trên thế giới bây giờ giống như là Nga và Trung Hoa đã làm. Còn bên Hoa Kỳ, nếu mà chúng ta hiền lành mang cái kinh thánh giống như Tổng thống Jimmy Carter mang cái kinh thánh ra để nói chuyện thì nó chẳng đi tới đâu hết. Đó là lý do tại sao một số người ta nói là đảng Cộng Hòa là đảng diều hâu và phải cứng rắn thì mới có thể giải quyết được mọi vấn đề. Đó là cái chuyện mà người ta nói thôi. Chúng ta có lẽ là chỉ lặp lại những gì mà mọi người nói. Nhưng mà liên quan đến việc này thì hình như là Ngoại trưởng Nga đã gặp Ngoại trưởng Pháp để bàn về cái việc lộn xộn với Ukraine, phải không? Dạ vâng. Dạ gặp thì để cho vui vậy thôi. Nhưng mà lập trường ta thì ta giữ. Đó là quyền của người Nga và lập trường của địch. Và nếu không trái với lập trường ta thì ta thương thuyết. Cho nên cái cuộc gặp gỡ này tôi nghĩ rằng cũng không đi đến đâu. Và sáng hôm nay tin mới nhất cho biết rằng Nga đã lôi cái chiếc tàu mà họ đã block cái eo biển gọi là Kursk đó ra ngoài rồi. Và họ để cho tự do lưu thông trở lại xuyên qua cái vùng đó để đi từ biển Azov đến Hắc Hải. Nhưng mà họ vẫn chưa thả ra thủy thủ đoàn cũng như hai chiếc tàu chiến và một chiếc tàu kéo của quân đội Ukraine. Yeah. Bên Thổ Nhĩ Kỳ thì Thổ cho biết là Hoàng Thái tử của Ả Rập Saudi, Hoàng Thái tử Salman đã muốn gặp gỡ Tổng thống Thổ là ông Erdogan bên lề cái hội nghị G20 ở bên Argentina. Ngoại trưởng Thổ tiết lộ cái tin này và cho biết là Tổng thống Erdogan cũng muốn đáp ứng cái lời yêu cầu của Hoàng Thái tử Ả Rập Saudi. Chính quyền Thổ thì chúng ta đã nói nhiều lần là họ kết tội, họ nói là chính là Hoàng Thái tử của Ả Rập này, Saudi này đã ra cái lệnh giết chết nhà báo Khashoggi. Và ngay ở cái việc giết này nó xảy ra ngay ở trong tòa lãnh sự Ả Rập ở bên Istanbul của Thổ. Và trong cái việc này thì chúng ta cũng nói đến cái việc Hoa Kỳ, chính Tổng thống Trump cũng không có lên án Hoàng Thái tử Salman này, mà bây giờ chúng ta thấy là Hoa Kỳ cũng có vẻ đứng về phía của Ả Rập Saudi
và chúng ta cũng đã nói đến cái việc những cái hợp đồng giữa Hoa Kỳ và Saudi về việc buôn bán vũ khí nó lên tới 100+ tỷ đô la. Trong cái tin này nó có một cái chi tiết phải nói là nực cười. Trong khi thổ cho biết là hoàng thái tử của Saudi, ông Salman đó là có cái ý là muốn gặp tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan. Nhưng mà bên phía Saudi lại coi như là cho biết là họ sẵn sàng đưa cho một cái tập hồ sơ đầy đủ chứng cứ hình ảnh về cái vụ này. Thì cái phản ứng đầu tiên của ông Cavusoglu, ngoại trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng tại sao lại lấy cái chứng cứ từ bên phía Ả Rập Saudi, anh cơ? Thưa anh, trong cái vụ này thì thưa quý vị, chúng tôi cũng nghĩ rằng là nó đi xa hơn là người ta tưởng. Đây là không phải là vấn đề mà ám sát chết ông Khashoggi, mà cái vấn đề chính đây là Ả Rập là đồng minh của Hoa Kỳ và Thổ đang muốn Hoa Kỳ phải tương nhượng một cái điểm nào đó, cho nên họ làm áp lực với đồng minh của Hoa Kỳ để Hoa Kỳ tương nhượng cho họ trong những cái vấn đề mà họ thương thuyết. Cho nên cái hội nghị mà tại Argentina vào lúc cuối tuần này đó, G20 đó, là sẽ là cái nơi giải quyết những cái bế tắc hiện nay trên chính trường. Ví dụ như là cái bế tắc giữa Hoa Kỳ với Thổ, hai bên có nhiều chuyện cần phải giải quyết ở Syria, ở ngay vấn đề ông giáo sĩ mà đang hiện nay đang tị nạn tại Hoa Kỳ, và đối với ông Erdogan thì người Hoa Kỳ còn nhiều lắm. Và ông Erdogan lại muốn đi vào Liên Âu, lại muốn đi vào NATO. Ông đang là hội viên của NATO, thành ra rất là nhiều việc để hai bên giải quyết. Nhưng mà Hoa Kỳ đang phải thua một bước đầu, đó là đồng minh của Hoa Kỳ là Hoàng Thái Tử. MBS hiện nay đang bị rắc rối với là cái vụ sát nhân nói trên. Một tin nữa là tin Brexit. Tin Brexit thì chúng ta nói đi nói lại nhiều lần và có lẽ là không bao giờ xong được, chừng nào nó exit thì thôi. Chứ còn hiện tại bây giờ vẫn còn tin của exit. Thì ở bên Anh thì người ta cũng có những cái sự chống đối về cái việc exit này. Thì chúng ta nói đã rất là nhiều lần, nhưng mà cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh, đồng minh thân cận của bà May là ông Michael Fallon, đã lên tiếng chống đối cho là Anh thì hiện tại bây giờ đang nhượng bộ Liên Âu quá nhiều. Hôm qua thì Thủ tướng Anh cho biết là không ai có thể tiên đoán được việc gì sẽ xảy ra nếu mà Quốc hội Anh bỏ phiếu chống lại cái thỏa hiệp này. Kể cũng lạ, cái phản ứng của Tổng thống Trump cho biết là cái thỏa thuận vừa đạt được giữa, tức là cái ải đầu tiên giữa Anh Quốc, bà May, chính xác là như vậy, với lại bên phía Liên Hiệp Âu Châu thôi chứ chưa phải toàn thể Quốc hội. Tức là tháng tới ngày 12 thì mới sẽ có cái quyết định chung cuộc của bên phía nội các của bà May, Quốc hội Anh. Nhưng ông Trump ngày hôm qua tweet đó, cái thỏa thuận đó là có lợi cho Liên Âu hơn là cho nước Anh. Và như vậy đó thì nước Anh coi như là không có cửa, nhiều cơ hội để làm ăn buôn bán với lại người đồng minh chí cốt là Hoa Kỳ. Dĩ nhiên là cái phản ứng liền lập tức của cái số 10 đường Downing, tức là dinh thủ tướng số 10 trên đường Downing của Anh Quốc, cũng nói rằng cái vấn đề này cho thấy có một cái tín hiệu khá rõ ràng là Quốc hội Anh, Nghị viện Anh có thể là sẽ thông qua cái vấn đề này trong cái cuộc họp chung cuộc kế tiếp thôi anh cơ. Dạ vâng. Thưa quý vị, cái tiến trình Brexit thì như quý vị đã biết rồi, nó là một cái phiên họp mà hiện giờ đây người ta đang muốn Quốc hội Anh chấp thuận cái vấn đề đầu tiên là cái bản hòa ước 585 trang. Trong bản hòa ước này thì thực sự ra nó cũng chẳng có gì cả. Nó chỉ là cái điều nhấn mạnh rằng nước Anh và Liên Âu sẽ phải ở như thế này trong thời gian 3 năm, 21 tháng, nghĩa là gần 3 năm, gần 2 năm, tức là từ ngày 29 tháng 3 năm 2019, tức là sang năm, cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, tức là 21 tháng. Trong 21 tháng đó là chuyện tiếp, nghĩa là ai ở đâu ở đó giữ y như cũ, tức là u như kỳ, không khác gì nhau cả. Và trong cái thời gian u như kỳ đó thì họ sẽ nói chuyện với nhau về vấn đề thương ước, tức là buôn bán thế nào trong tương lai. Mà nếu nói không được nữa đó thì khi bây giờ họ mới xin gia hạn thêm 1 năm nữa hoặc là 2 năm nữa, đó là lần gia hạn cuối cùng, thì đó là mục đích của cái thỏa ước. Tức là nước Anh bây giờ không có làm gì mà chỉ chờ đến là thương thuyết trong vòng 2 năm nữa
thì cái chuyện đó cũng còn dài. Thành ra có thể mà đây là một cái chuyện câu giờ giữa các nước với nhau mà thôi, để chờ đến một cái quyết định chung cuộc. Đó là cái đường biên giới giữa Bắc Á Nhĩ Lan và Á Nhĩ Lan, cho nên đôi bên vẫn cứ kè cửa nhau. Nhưng mà bây giờ cái gì xảy ra nếu ngày 11 tháng 12 hay là ngày 12 tháng 12 này nước Anh không chấp thuận cái thỏa ước này? Thì dĩ nhiên bà May còn một giai đoạn nữa, tức là bà phải chờ 3 tuần và đưa sang Quốc hội Anh thêm một lần nữa, rồi khi đó mới đưa đến quyết định. Nếu mà Quốc hội Anh không chấp thuận thì vấn đề đương nhiên là no deal. Đó là cái chuyện người ta phải nói. Nhưng mà trước mắt thì một số người Anh đã kiện ra Tối cao Pháp viện châu Âu. Họ nói rằng là bây giờ yêu cầu Tối cao Pháp viện xét cái thỏa ước Brexit, ở trong đó là có thể trở lại được no Brexit được không, tức là trở lại như cũ, yêu cầu trưng cầu dân ý lần thứ hai và yêu cầu Quốc hội Tối cao Pháp viện của Liên Âu phán quyết rằng là có thể xảy ra cuộc trưng cầu dân ý thứ hai hay là không. Thì cái đó là của Tối cao Pháp viện, bởi vì bà May nói là không có, thì bây giờ họ nói là bà May nói sai, có thể có một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai và yêu cầu Tối cao Pháp viện của châu Âu quyết định. Và ngày hôm nay Tối cao Pháp viện họp, ngày mai chúng ta có tin cái bước kế tiếp. Nhưng mà bà Danh Thủ tướng cũng loan báo cho biết là bà May sẵn sàng có một cái cuộc đối thoại với lại trên trực tiếp truyền hình với lại lãnh đạo của đối thủ, tức là lao động, lao của động. Ông Jeremy Corbyn về vấn đề này. Và trên nguyên tắc thì Danh Thủ tướng của bà May cũng nói khẳng định đó là hiến pháp của nước Anh trở lại với cái thuyết, cái nội dung của Tổng thống Trump, cho tức là hiến pháp nước Anh cho quyền nước Anh có thể giao dịch làm ăn buôn bán với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Thưa anh, không. Không cứ gì chỉ có là một nước. Dạ. Thưa anh, với điều kiện là sau cái tình trạng Brexit sau năm 2020, okay, hiện giờ thì ở trong Liên Âu nước Anh không có quyền gì giao dịch với bất cứ quốc gia nào mà không cần, mà bất chấp ý kiến của Liên Âu. Nước Anh không được làm như vậy bởi vì họ đang ở trong Liên Âu. Đó là cái răn đe của ông Trump, coi như là như vậy. Cái thỏa thuận này đối với lại ông Trump trong mắt ông là thỏa thuận tồi. Bà May đang bị Liên Hiệp Âu Châu chói tay chói chân, không làm ăn được với lại Mỹ. Dạ, đúng ý như vậy. Chính xác là như vậy. Dạ. Ở bên Pháp đó thì chúng ta biết là gần đây có những cái, cái cuộc biểu tình chống đối ở trong nước Pháp. Thì Tổng thống Macron mới đây đã lên tiếng phát biểu cái ý kiến của ông. Thì ông hoàn toàn, ông nói là dĩ nhiên không có bao, ông không bao giờ chấp nhận những cái cuộc biểu tình mà phá hoại cái những cái người nào biểu tình để lên cái tiếng nói lên cái tiếng nói của mình thì không sao, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Đây là cái quốc gia mà tự do, anh muốn biểu tình, anh muốn phát biểu cái sự suy nghĩ của anh thì anh không sao hết. Nhưng mà biểu tình để chống đối, để phá hoại thì cái chuyện đó là cái chuyện không nên làm. Và tổng thống của Pháp là ông Macron đã quyết định, là ông nói là cái giá thuế của dầu thì dĩ nhiên là nó sẽ y như vậy và nó không có thay đổi. Phải nói là cái lần này thì Tổng thống Pháp ông Macron có cái phản ứng tương đối là mạnh. Qua cái Twitter bây giờ thì cũng thấy ông cũng dùng Twitter rồi. Ông ghi rõ là đáng xấu hổ cho những công dân Pháp mà tấn công vào lực lượng cảnh sát liên quan tới cái vụ mà biểu tình phản đối giá xăng nhiên liệu. Ông chấp nhận là ở một cái quốc gia dân chủ thì phải có cái quyền mà tự do để mà họ lên tiếng, nhưng mà cái hành động mà đụng độ xô xát, tức là ẩu đả với lại cảnh sát thì không nên có. Thành thử ra đúng vào trong cái lúc mà như tin cũng đã loan là ngày 24 tháng 11 vừa qua, đã hôm thứ Bảy, thì cái khu vực của Điện Élysée, phủ Tổng thống Pháp đã có những vụ biểu tình và đốt lửa, nhìn hình ảnh thấy coi như là cũng đáng ngại. Ngay trong lúc là đại lộ Champs-Élysées cũng vừa mới thắp sáng cái đèn Giáng sinh để chuẩn bị cho Giáng sinh sắp tới, thưa anh cơ. Dạ vâng, thì ai cũng biết rằng là cái chuyện mà ông Macron, ông muốn cải tổ nhiều thứ, trong đó có đời sống, có lao động, nhất là công ăn việc làm. Thì ông cho rằng là ông đứng về phía chủ để mà có thể vực dậy cái nền kinh tế thay vì dựa vào người lao động. Bởi vì dựa vào người lao động thì kinh tế không tiến triển, vì người lao động có nghiệp đoàn, họ đòi hỏi nhiều quá. Thành ra bên chính phủ họ không có chịu, và do đó mới có những cuộc cải cách lao động, và do đó mới có những cuộc biểu tình kể trên. Thì bây giờ hai bên vẫn đang còn tranh chấp, và người ta nghĩ rằng ít ra thì phải tới thời kỳ bầu cử nữa của quốc hội hay là của thành phố gì đó thì mới có thể nói lên được cái ảnh hưởng của ông Macron đối với các cuộc cải cách như thế nào. Vì ông Macron thì
nhất quyết cải cách và dân chủ thì có nhiều người người ta không thích. À, cái đó là giới quan sát và bình luận đều cho rằng Tổng thống Pháp ông tương đối là quá vội vã trong vấn đề này. Cái chính sách về năng lượng của ông trên thực tế về logic đó, hợp lý là ông cần cái nguồn thuế nhiên liệu để có cái kinh phí để làm đầu tư cho cái năng lượng tái tạo trong tương lai. Nhưng mà ông đốt giai đoạn ông đi nhanh quá. Bây giờ tăng cái tiền diesel và tiền xăng trung bình đó là 23% trong vòng 12 tháng trở lại. Kinh khủng. Yeah. Chúng ta thấy 1 lít đó, mấy lít mới thành 1 gallon? 4. 4 lít mà 1 lít là $1.71. Tức là 1 gallon xăng bây giờ nếu 6 đồng, bên, gần 8 đồng. À, yeah. Quá mắc. Thành từ dân chúng ta tháng là như vậy. Nên là chúng ta ngay như mình mà lên 8 đồng là cũng ta thang. Cũng đi bộ rồi chứ gì nữa. À. Xe bus rồi. À, à, vâng. À, đi đúng, đi metro. Nhưng mà chúng ta nói chuyện tin ở bên bên Âu Châu thì không chỉ có nước Anh họ thương thuyết với Liên Âu mà bây giờ Thụy Sĩ họ cũng đang muốn có cái thời gian thêm để thương thuyết về cái vụ hợp tác thương mại giữa Thụy Sĩ và Liên Âu. Cái thỏa ước thương mại này mà hai bên đã thương thuyết rất là lâu và đáng lẽ là kết thúc vào cuối năm nay. Sau là hơn 4 năm họ thương thuyết bàn cãi nhưng mà cuối cùng là hai bên cũng không có đạt được cái sự đồng ý. Thì bất cứ cái việc thương thuyết nào đó, giống như là anh Cơ thường nói đó, lập trường của ta là ta giữ. Mà 4 năm rồi, sau 4 năm hai bên không có đi đến đâu được để bàn cãi, để đưa ra một cái kết luận chung về cái sự hợp tác thương mại giữa Thụy Sĩ và Liên Âu. Thụy Sĩ là một cái quốc gia trung lập, cho nên họ rất là khôn khéo. Họ đang dè chừng, đang chờ cái vụ Brexit nó ngả cái hướng nào thuận cho họ thì họ sẽ đi theo con đường đó, nếu không thì họ sẽ đổi chiều. Và được biết đó là cái cuộc gặp vào thứ sáu tuần này, tức là họ lại dở ra cái chuyện này để mà bàn tính tiếp thôi chứ chưa có động thủ bất cứ gì. Họ còn đang dè chừng Brexit. Dạ, vâng. Dạ. Họ đang câu giờ để chờ coi Brexit đi về đâu. Dạ. Nếu mà Brexit thắng lời đó thì coi như người Anh, người Liên Âu họ sợ thì họ sẽ đòi thêm. Dạ vâng. 7:24 đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng chương trình. Chào Bình Minh để chuyển qua phần thông tin thương mại và chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát.